Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi. Thì hôm nay mình lại có thời gian để quay trở lại vườn cây giống cát sâm của bên mình. Thì đây là mô hình trồng cát sâm xen với cây khô nhung tía của bên mình nhé. Đây các bạn, mời các bạn đi tham quan về cái vườn cát sâm xen khô nhung của bên mình. Thì như các bạn nhìn thấy năm nay thì khô nhung ở bên mình đã rất là cao rồi. Đây các bạn nhìn xem, cái lá khô nhung rất là to. Đây, lá khô nhung bên mình. Đây các bạn có thể ra xem cận cảnh đây nhá. Khô nhung bên mình cấp ra cho các bạn cây giống là cây giống khô nhung tím hết nhá. Không có khô nhung vằn. Đấy. Lá rất là tím, lá rất là to. Đây. Những cái lá như này là thu được rồi nhá. Đây, vườn các bạn đi tham quan vườn mình rất là nhiều, trồng rất là nhiều. Ở từ xen giữa là khô nhung, ở trên bên cạnh là cát sâm. Cái vườn cát sâm của mình được 3 năm rồi nhá. Những cây này ở dưới là có củ rồi. Những cái gốc cát sâm này ở dưới là đều có củ hết rồi. Nhưng mà bên mình để xuất ra những cái cây cát sâm như này thì phải 5 năm. 5 năm thì bên mình mới bắt đầu thu. Thì lượng củ nó rất là nhiều. Trung bình mỗi gốc cát sâm này thu sẽ được khoảng độ 5-6 cân với cái độ tuổi là 4-5 năm. Thì khô nhung, các bạn nhìn xem khô nhung đây. Nhiều bạn cứ lo là trồng ra khô nhung vằn hay là thế nào. Bên mình thì khô nhung tím hết, lá tím hết, rất là nhiều. Tất cả quy mô vườn khô nhung thì cát sâm này cũng lửa hát ấy, chỉ lửa hát ấy. Cũng vạn gốc. Đây mời các bạn đi tham quan. Trong này vẫn có rất nhiều cây khô nhung cao lớn rất là đẹp. Khô nhung tím, lá to. Với điều kiện thuận lợi thì lá của khô nhung phát triển rất là tốt nhé. Cấp đủ ẩm thì lá khô nhung phát triển rất là to, đẹp. Khô nhung này thì bên mình đã thu được vài lần rồi. Thu lá phần gốc. Giá khô nhung rất là cao. Giá của cây của sản phẩm khô nhung năm nay cũng rất là cao. Các thương lái thì đến tận vườn thu hái nhé. Các bạn không phải phải mất công đi thu hái. Đây, trên này có những cái cây nó cao vượt tầm đầu người đây. Đây, đẹp mà. Đây, cây này lá tím, tím ngắt luôn. Cây này thì các bạn nếu mà có điều kiện để lắp đặt hệ thống tưới tiêu thì các bạn đỡ rất là nhiều công chăm sóc và cây nó sẽ phát triển rất là tốt. Đây như những cây này vượt tầm đầu người rồi, cao 1m7 rồi, cao trên 1m7. Cái này các bạn cứ thu hái ở tầm lá dưới nhé. Còn tầm lá trên này để lá để cho cây phát triển cao nữa. Hoặc là các bạn có thể cắt đến phần sát gốc thì cây nó sẽ lên những cái mầm mới nhé. Các bạn có thể trồng quanh năm, không lo là chặt đi cây nó chết là thế nào cả. Thì hiện tại thì bên mình cũng đang ươm và nhân giống rất nhiều cây giống khô nhung cũng như cát sâm để phục vụ cho bà con trồng phát triển kinh tế. Nếu bà con nào đang có nhu cầu trồng cây cát sâm hoặc là cây khô nhung tía thì có thể liên hệ cho bên mình qua số điện thoại mình để bên dưới màn hình, hoặc là để lại số điện thoại phần bình luận để bên mình liên hệ trực tiếp cho các bạn, tư vấn cho các bạn. Video mình xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.